khi thôn thông báo bơm nước ở các khu vực ý, em sẽ phân công cho các chị để giúp cho hội viên và nhân dân trong việc mà duy trì được cái việc sản xuất ý, chị nhá. Vâng. Những ngày giãn cách toàn thành phố Hà Nội cũng là lúc nhóm Zalo của chi hội phụ nữ thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết. Không chỉ để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mà quan trọng hơn là chị em không bị gián đoạn công việc dù dịch bệnh. Nhất là với thôn có truyền thống về ruộng đồng, mà giãn cách lại rơi vào đúng đợt nắng nóng kéo dài bất thường. Thời điểm này, cây lúa càng cần sự chăm sóc kỹ càng. Trong thời gian giãn cách xã hội thì việc sản xuất của bà con sẽ bị gặp những cái hạn chế, tức là bà con không được tụ tập đông người ra đồng. Nhưng xong để đảm bảo cho cái việc sản xuất ý, lúa sẽ cần nước để phát triển, trưởng thôn sẽ từ thông báo là sẽ bơm ở từng khu vực nào. Sau đó thì chi hội phụ nữ thì thôn Đồng Lệ chúng tôi sẽ có một cái nhóm Zalo và sẽ lên nhóm và sẽ phân công cho từng chị là đến từng khu vực, từng cánh đồng để các chị tháo nước vào cho bà con nhân dân để đảm bảo cho lúa có nước để phát triển ạ. Ngoài việc phân chia công việc cho từng chị em, chi hội còn tiến hành phát phiếu ra ngoài cho các gia đình trong thôn. Phiếu có ghi rõ ngày chẵn và ngày lẻ. Các nhà liền kề nhau được phát xen kẽ để đảm bảo giãn cách. Tấm phiếu này chính là mật mã của người nông dân mỗi khi đi thăm đồng. Đồng thời mật mã này cũng kích hoạt tinh thần trách nhiệm và tình cảm của mỗi người nông dân trong đại dịch, làm nổi bật lên tình làng nghĩa xóm, vốn từ xưa đến nay được biết đến là một nét đẹp của nông thôn Việt Nam. Những ngày tôi ra ấy là tôi thăm đồng thì tôi thấy họ có máy nước nhiều. Tôi cũng đi kiểm tra những cái chỗ vàn cao ấy, thì cho nên là tôi cũng tháo đỡ cho những chị em, bà con ở nhân dân ở thôn. Nhà ai mà bị sâu đấy thì tôi cũng bảo với gia đình họ là bị sâu như thế. Thế là các chị em nhận biết được, thì các chị em biết được cái tình hình bệnh thật như thế là các chị em là phòng. Tôi cũng giúp đỡ ở ngoài đồng đấy. Xong về thì coi chị em cũng biết đến, mà trong khi đó chỗ chị em chúng tôi cảm thấy nó cũng tình cảm gắn bó. Ngoài hỗ trợ công tác ruộng đồng, chi hội phụ nữ cũng vận động bà con mỗi người quyên góp 5.000 đồng để hỗ trợ duy trì các chốt kiểm dịch COVID-19 trên toàn địa bàn. Những chỉ đạo thiết thực này đã và đang thể hiện sự chủ động, sáng tạo của các thôn xã tại Hà Nội trong việc đảm bảo đời sống cũng như sản xuất cho bà con trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay.